Alo, rồi cảm ơn. Hôm nay chúng ta học về kinh 144, kinh 144. Cứ tên kinh là Tikandaki, tức là dựa vào cái tên của cái khu rừng mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cái pháp thoại này. Cái bài kinh này là thì cũng như bao nhiêu kinh khác đều có cái nội dung rất là và đều là đặc biệt quan trọng cho cái chuyện tu học. Tuy nhiên kinh này là một cái kinh mà một cái pháp thoại mà một cái người tại gia cư sĩ hay là người xuất gia đều phải đặc biệt xem là cẩm nang sống đời và cẩm nang tu học. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta được nghe giảng về các cái đề tài như là tứ niệm xứ hay là bát chánh đạo hay là tam học giới định tuệ, chúng ta nghe nhiều rồi đưa vào ứng dụng, đưa vào trong đời sống thường nhật. Có một điều đó là trong lúc thực hiện hành trì thì chúng ta có gặp một vài cái điểm trục trặc mà không biết hỏi ai. Vấn đề là không biết hỏi ai. Các vị chờ tôi một chút, các tôi bị pháp ấp giờ rồi. Đó là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỷ kheo đó, cái trong đây xài chữ thỉnh thoảng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cái chữ ca lê, nó ca lăng có nghĩa là tùy thời nha. Ca lê nó ca lăng ở đây này phải hiểu là tùy lúc linh động. Ca lê nó ca lăng, ca lê nó ca lăng là tùy lúc linh động. Tùy lúc linh động mà sống với cái gọi là tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thấy chán sợ trong những gì mà thiên hạ quanh ta xem là đẹp, ngon, thơm, quý. Ồ, nhớ nha. Thấy chán sợ trong những gì mà thiên hạ quanh ta xem là đẹp, ngon, thơm, quý. Một cái người cầu đạo giải thoát nha, tôi nhắc lại, một người cầu đạo giải thoát dù là cư sĩ hay là xuất gia, mà khi mà ngồi trước một cái mâm ăn vừa ý, ngồi trên một cái ghế giường vừa ý, sở hữu sử dụng một cái món đồ vừa ý, thì vị đó luôn 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 sống bằng cái tâm trạng quán chiếu để không có phải gọi là say đắm thích thú đam mê ở trong những cái thứ đó, từ là một cái miếng ngon cho đến một thứ vật vật dụng vừa ý. Thì trong rung có lẽ nhiều người nghe cái này cũng hơi ngạc nhiên, còn cũng có người nghe bị sốc. Sốc có nghĩa là làm cái gì mà dữ vậy, tôi đâu có phạm giới, tôi đâu có phạm giới, tôi đâu có làm cái chuyện gì gọi là hại người, đâu có làm gì gọi là tội lỗi đâu, cái này chỉ có một miếng ngon, không lẽ tôi không có quyền thưởng thức hay sao? Nhưng mà tôi nhắc lại, Phật không cấm mình có tâm tham thích thú ở trong những cái sinh hoạt, Phật không có cấm. Nhưng mà Phật chỉ cho biết rằng đó là cái không nên thôi, chứ không có luật nào cấm hết trơn, không có luật nào cấm. Nhưng mà Phật dạy rõ ràng là nếu trong từng cái phút giây mà mình sống với cái đam mê thích thú trong gọi là năm năm cái dục trần đó, thì coi như mình chỉ kéo dài thêm sanh tử. Đó là một lẽ. Một lẽ thứ hai, vì chúng ta không hiểu giáo pháp hoặc là không có tin cái điều mình hiểu, do không hiểu giáo pháp hoặc không tin cái điều mình hiểu cho nên chúng ta mới còn có cái lý do để mà thích thú trong cái này cái kia, trong những thứ mà đời nó cho là ngon nè, đẹp nè, quý nè, thơm nè. Cho nên cái chuyện đầu tiên là vị tỷ kheo thỉnh thoảng biết sống với tưởng ghê tởm đó, các bạn không ghê tởm là như vậy đó. Trong chú giải có nói chứ không phải là ở đây chúng ta cứ nói thì khơi. Trong chú giải nói cái gì ta?
Trong chú giải nó rất là rõ, có nghĩa là đối với những gì thơm ngon sạch đẹp, ta nên quán cái suy niệm bất tịnh bất mỹ. Các vị nghe kịp chưa? Tức là đối với những gì thơm, những gì mà thơm ngon sạch đẹp đó, ta nên quán chiếu bằng cái suy niệm bất tịnh bất mỹ. Ở trong Bali này là it has been, ở đây ai ai ghi giùm tôi nha, ai ghi giùm đi, it has been, what has been, rồi cái gì nữa ta, pana asufa và parati. Trong Bali ghi rõ như vậy đó, chứ không phải là tôi nói nha. Trong chú giải ghi rõ it has been, what has been, pana asufa parati, có nghĩa là đối với những gì mà cuộc đời nó cho là thơm ngon sạch đẹp quý hiếm đắt tiền gì đó, thì hành giả nên nghĩa là quán chiếu bằng ý niệm bất mỹ bất tịnh, có nghĩa là nó không có như mình nghĩ, mọi thứ thơm ngon sạch đẹp chỉ là những giá trị tương đối. Và cách hai là gì? Cách thứ hai là anicca tô và upasangharati, hoặc quán niệm cái tánh vô thường của vạn vật. Có hai cách đối với những cái thứ mà mình thích đó, có hai cách. Một đó là mình quán cái tánh bất mỹ bất tịnh của nó. Hai đó là mình quán về cái tánh vô thường của nó. Tại sao vậy? Hôm nay tôi nhắc lại, hôm nay ta còn trẻ, ta còn khỏe, ha, ta còn sống, cứ cho là còn còn sống lâu đi. Thì ta thấy cái chuyện mà thích thú cái này cái kia nó có cái gì tội lỗi, nhưng mà đem truy ra nó lớn chuyện lắm. Còn thích thú đam mê thì còn sợ mất mát này nọ và bội phần đau khổ khi không có được hay không giữ được chúng. Đó, nó mới lòi ra cái lý do, nó mới lòi ra cái lý do nha. Chứ phải khơi khơi cái mình nói đạo Phật là đạo bi quan, là đạo yếm thế, cái đạo gì đâu mà nghe buồn quá. Nhưng mà mình ngồi mình ngẫm là nó có lý do, nó có lý do là bớt thích. Và hổng tôi có nói rồi, hiểu đạo thì nên sống buông bỏ, nếu tự xét khả năng buông bỏ của mình còn kém thì ta nên hạn chế sở hữu hay sử dụng những gì khó buông bỏ. Đó, đây là cái câu thần chú. Cái câu này mới là cái câu thần chú để mà quý vị xăm lên trên trán đó, nha. Cái câu này là phải để trên trán, không thể để dưới cái trán được, phải để trên trán nha. Hiểu đạo thì nên sống buông bỏ, mà nếu tự xét cái khả năng buông bỏ của mình mà còn kém đó, thì ta nên hạn chế sở hữu và sử dụng những gì khó buông bỏ. Vì sao? Là vì ta có thể chết bất cứ lúc nào, ta có thể bị tàn tật bại liệt bất cứ lúc nào, những thứ mà ta đam mê thích thú nó có thể lìa bỏ ta bất cứ lúc nào. Nếu mà mình đã có một cái nền tảng nhẹ, một nền tảng tâm thức buông bỏ thì luôn luôn rồi thanh thản nhẹ nhàng nha. Còn nếu mà mình không có sẵn cái tâm lý mà buông bỏ đó, thì gặp chuyện khổ dữ lắm, rất là khổ. Cách đây không quá lâu tôi có tiếp xúc với một cô Phật tử, cũng là cái loại người mà đẻ một điều đó sướng sung sướng, thì cổ có nói một câu mà tôi nghe lại thôi. Cổ nói khi mà quen sống mà túng thiếu nghèo khó chật vật
thì tự nhiên nó đổi qua sung sướng của nó, cái chuyện đó nó rất là dễ. Nhưng mà mình quen sống tiện nghi sang trọng sạch sẽ thơm ngon nha, bây giờ mình chuyển qua mình sống là trong một cái điều kiện ngược lại đó, cũng nó khó vạn lần đó. Đó là một con người bằng xương bằng thịt mà tôi gặp tận mặt đó, chứ không phải là chuyện trong kinh đó, chính của nó đó, chính của nó. Mà cũng không ngờ là cái suy nghĩ đó của cổ đã được Đức Thế Tôn nhắc đến từ 25 vị trước nha. Có nghĩa là nếu tự xét thấy cái khả năng buông bỏ của mình nó còn kém quá thì nên hạn chế cái chuyện sở hữu hay sử dụng những cái thứ đó. Và các vị nên nhớ rằng Phật không có cấm, Phật không có cấm quý vị cư sĩ sở hữu hay sử dụng cái này cái kia, nhưng mà Phật thương mình, Phật dạy nếu hôm nay mà con có chuẩn bị cái tâm lý đó nha, thì chiều nay nè, khuya nay nè, sáng mai nè, ngày mốt nè, tuần sau nè, tháng tới nè, mà con bị cái gì đó thì con khổ gọi là thấu trời, và lúc đó là không ai cứu con được, bởi vì cái người cứu con chỉ là con thôi nha. Dầu là chư Phật Bồ Tát ba đời mười phương, dầu là cha mẹ vợ chồng con cái thân nhân bè bạn láng giềng thầy bạn, tất thảy không ai cứu được mình hết, là vì mình vốn dĩ không có được một cái thứ tâm lý buông bỏ nha. Cái kinh này là sâu chỗ đó đó. Sâu là sâu chỗ đó. Còn đối với những cái gì mà mình gọi là ghê tởm chán sợ, đối với những gì ghê tởm chán sợ thì sao ta? Ai ai ghi giùm tôi cái câu đó giùm đi. Thusmen thì metta jawa prati, đối với những cái thứ mà mình ghê tởm chán sợ, prati ha, thì mình dùng cái phép từ bi quán. Đối với người với vật á, mà mình ghê tởm chán sợ thì mình dùng cái tâm từ bi, hoặc là tha tu tô u và sanh harati, hoặc là quán chiếu cái tánh giả hợp của chúng, thấy gì cũng là lục đại tạo nên. Nhớ nha, đối với cái gì mà mình thích thú á, thấy nó thơm ngon sạch đẹp quý hiếm giá trị thì mình nên dùng cái quán niệm về cái tánh bất mỹ, hay là hoặc là quán niệm về cái tánh vô thường. Bất mỹ là sao? Bất mỹ có nghĩa là không có cái gì nó thơm ngon sạch đẹp như mình nghĩ. Tất cả những cái thơm ngon sạch đẹp nó chỉ là những cái giá trị, những cái mặc định tương đối ở cái không gian này, điều kiện hoàn cảnh này, môi trường văn hóa văn minh xã hội này, ở cái bối cảnh tâm lý này, thì cái đó là thơm ngon sạch đẹp giá trị. Nhưng mà ở một cái môi trường bối cảnh điều kiện khác thì những cái thứ thơm ngon sạch đẹp giá trị này nó sẽ không có còn như vậy nữa. Đó được gọi là đối với những vật mà mình thấy thơm ngon sạch đẹp quý hiếm á, nên quán chiếu như vậy. Hoặc là quán chiếu có tánh vô thường, có nghĩa là nó trước đây 1 phút không phải là nó bây giờ, nó bây giờ không phải là nó trong 5 phút nữa. Nhớ như vậy, nó 5 phút trước không phải là nó bây giờ, và nó bây giờ không phải là nó của 5 phút nữa. Luôn luôn quán chiếu như vậy, dầu người hay vật hay phong cảnh thấy nó vậy đó. Nhưng mà nó thí dụ như bên Thụy Sĩ thì cảnh nó đẹp như vậy, nhưng mà vào mùa đông á, thì cái triền núi đó, cái triền đồi đó, cái bờ hồ đó vào mùa đông là tuyết, vào mùa hè đó thì coi như nó cằn cỗi héo úa, vào mùa xuân thì xanh tươi thịnh mậu, mà mùa thu thì lá vàng rơi khắp lối đó. Có nghĩa là mình thích mùa đông đó thì mình qua tới mùa thu mùa hạ mình thấy nó không, cái đẹp đó không còn nữa. Mà mình thích cái mùa thu mùa hạ thì đến mùa đông nó không còn nữa. Mình thích mùa xuân thì đến mùa hè mùa đông nó không còn nữa nha. Đó gọi là quán tánh vô thường, dầu cái người đó như thế nào đi nữa. Tôi và quý vị giống nhau một điểm, thì ai không thích đẹp nha, ai không thích đẹp, ai không thích ngon, ai không thích là sang trọng tiện nghi. Nhưng mà cứ nếu mà mình là người tu Phật, mình nhớ rằng hoặc là nó bỏ mình hoặc là mình bỏ nó, vấn đề chỉ là sớm muộn chóng chày mà thôi nha. Đó là đối với những gì mình thương thích đam mê. Còn đối với những gì mà mình nhòm gớm chán sợ đó, thì mình nên sống bằng cái tâm mình trung hòa cảm xúc, nên trung hòa cảm xúc
bằng cách là sống từ, đối với người đó thì mình dùng cái từ tâm, mà đối với vật đó, thì mình có thể quán chiếu về cái lục đại. Lục đại là sao? Đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức. Tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ đều được cấu tạo từ sáu cái thái. Nhớ nha, tất cả chúng sanh và vô lượng vũ trụ đều được cấu tạo từ sáu thành tố này. Sáu cái thành tố ấy được gọi là tha tú. Nhớ nha, được gọi là tha tú hoặc là tố chất. Tố chất, nhớ nha, tha tú là tố chất. Tố chất là tất cả chúng sanh và vô lượng vũ trụ được 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 cấu tạo từ sáu cái tố chất này. Sáu cái tố chất có nghĩa là đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió bà con biết rồi. Đất, nước, lửa, gió ở đây chữ đất là phải hiểu rộng, có nghĩa là những gì cứng mềm. Nước ở đây đó là cái trạng thái gọi là tan chảy, ngưng tụ và kết dính, phải hiểu như vậy chứ không thể hiểu theo cái định nghĩa của ngoài đời, nhất là trong room này hay có mấy người đệ tử của Nguyễn Lân á, tức là cứ cả đời là chỉ biết Nguyễn Lân, cái gì mà Nguyễn Lân phán đó là coi như là theo, mà Nguyễn Lân không nói tới là cái đó không không có. Đó là một cái tai họa của dân tộc, trong khi đó là gọi là Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ đáng tham khảo hơn nhiều. Nhưng đa phần người Việt, người Việt cộng sản đó ha, người Việt cộng sản không được biết đến hai cái tác giả này. Không biết trong room bây giờ có thể tìm được cái trong nước cái bộ từ điển này không ta, cái bộ từ điển Việt Nam, bộ từ điển Việt Nam mà gọi là của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ á. Cứ ăn rồi đó là giả hiếm thì cũng làm ơn kiếm photo lại nha. Chứ không không tại mình Việt Nam rồi tí về ngữ học nha. Rồi như vậy đó thì mình thấy đó là những cái gì trong cái đời sống thường nhật của mình chỉ có hai chị, mình chỉ luôn luôn sống bằng hai thứ cảm xúc đối với hai cái thứ đối tượng, đó là thương thích hay là ghét sợ. Thì ở đây ngài dạy rằng đó là muốn sống an lạc hiện tiền và có thể thành tựu giải thoát thì phải biết gọi là điều chỉnh cái cảm xúc, điều chỉnh cái nhận thức xưa giờ của mình nha, điều chỉnh cảm xúc và nhận thức xưa giờ của mình nha. Tức là trong những gì mà cuộc đời thiên hạ quanh ta mà họ cho là thơm ngon, sạch đẹp, giá trị quý hiếm thì mình nên quán chiếu bằng hai cái phép quán niệm, đó là bất tịnh và vô thường. Còn đối với những gì mà mình nhòm gớm chán sợ đó thì mình nên quán chiếu bằng cái từ tâm hay là bằng cái quán niệm về cái bản chất gọi là giả hợp của vạn vật. Ví dụ như là trong kinh ghi rất rõ Rattha-pa-la-sutta nha. Ghi là chỉ sống về vật chất hay là cả tinh thần, chỉ sống với những gì là cần thiết chứ không phải chạy theo cái thích. Trong đó ghi rất rõ một vị La Hán trong cái kinh đó sẵn sàng là tha bình thản nha, hấp hết một cái thau cháo thiêu nha, hấp ngon lành một cái thau cháo thiêu mà tâm nhẹ nhàng bình thản. Bởi vì đối với mình á, đối với mình á thì mình thấy đó là gớm, nhưng mà đối với ngài thì mình thấy rằng bây giờ nó có thơm phức, nó có nóng hổi, nó có ngon lành, nó có đắt tiền cách mấy thì nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi. Đó là về vật chất, đất nước lửa gió và hư không. Hư không là gì ta? Hư không tức là cái khoảng giữa của các nguyên tử, phân tử, điện tử, các tế bào, các gọi là bào tử nghe.
thì cái khoảng cách đó được gọi là hư không nha. Bởi vì không có cái khoảng cách thì vạn vật không có được khu biệt nha, không có được khu biệt, không có được phân tích nha. Cho nên phải có cái yếu tố hư không. Và cái thứ sáu đó chính là tâm thức, có nghĩa là cây cỏ núi non á, thì có rồi sông rạch kinh rạch sông ngòi đó, thì nó chỉ gồm có năm đại thôi, tức là đất nước lửa gió và hư không. Còn nếu nói về chúng sinh ấy thì thêm cái thức, thêm cái cấu tố thứ sáu nữa, thêm cái tố chất thứ sáu đó là tâm thức, chỉ sáu cái này cộng lại thôi. Trong rừng có còn nghe không? Alo, trong rừng có còn nghe không? Dạ rồi, cái kinh này nó quan trọng chỗ đó. Chứ còn mà đó giờ mình không được học qua kinh này, mình cứ là biết có cái là làm gì biết nấy, làm gì biết nấy. Nhưng đặc biệt đó là trong kinh này còn dạy mình thêm cái kinh nghiệm sống và kinh nghiệm tu học, nhớ nha. Tức là trong những gì mà mình gọi là thích thú đam mê thì mình có cái phép quán niệm về bất mỹ và từ và vô thường. Còn trong những gì mình chán sợ đó thì mình chán sợ nhòm gớm, thì mình an trú vào ở trong cái gọi là từ tâm, hay là quán tưởng về tố chất của vạn vật. Để làm chi ta? Để sống như vậy, để lòng luôn thanh thản, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, thanh thản ở đây gọi theo cái thuật ngữ là chá lăng gu bếp kha, là cái sự trú xả, sự trú xả trong sáu trần, nói cho dễ nhớ. Tu hành là làm sao giữ được chá lăng rú bếp kha trong cái xá la giá ta ná, hiểu chưa ta? Nói cho dễ nhớ, phải nhớ một chữ Pali nha, phải nhớ một chữ Pali. Có nghĩa là tu hành là làm sao giữ được cái chá lăng rú bếp kha mà trong cái xá la giá ta ná. Chá lăng rú bếp kha có nghĩa là cái sự thanh thản khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần đó. Còn cái xá la cho ta ná có nghĩa là sáu căn nha. Đó, cho nên bữa nay trong cái room này đó là mình học thêm hai cái thuật ngữ vô cùng quan trọng. Hỏi tu hành là làm cái gì thì mình Nam tông mình phải biết chữ Pali chứ. Mình nói tôi hả, tôi được học là tu hành đó, tức là cái hành trình mà gọi là làm sao mà giữ được cái xá lăng rú bếp kha đó, trong cái xá la giáp tầm đấy đó. Xá lăng rú đây là số 6 chứ không có chuyện có gì hết đó. Xá lăng xá lá với ăn gái, chữ xá lá là số 6, còn cái chữ ăn gá đây á, chữ ăn gá đây có nghĩa là cái chữ này nó là portion nè, nó là portion, nó là item nè, mà nó là thứ, là món, nhớ nha. Chữ ăn gá đó nó có nhiều nghĩa như vậy. Có mà gom gọn cái thuật ngữ đó lại là cái gì luôn, gọi là xá lăng của bếp kha đây có nghĩa là xé chữ ra cho bà con biết thôi nha. Còn cái u bếp kha gì? Sự bình thản, nhớ. Như vậy tu hành tức là làm sao mà có được cái xá lăng của bếp kha mà trong cái xá la cho ta nát, đó là thuật ngữ. Vì mình cũng người dân nước lã nha, quý vị cũng chẳng là cái gì với tôi. Chứ nếu mà trong cái chỗ mà thân tình chí ái, trong cái đạo nghĩa sư đồ á, thì tôi phải nói là tôi bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng mấy cái chữ này, phải học thuộc lòng chứ không thể nào mà nhớ được thì tốt. Phật pháp không có phải là cái mà nhớ được thì tốt, mà phải, anh phải biết, anh phải học thuộc lòng nha. Rồi, tức là bài kinh này là gì, là sâu vậy đó. Ngày dạy vậy đó.
Dạ, cho mình đó là thỉnh, cái gọi là ca ly nó ca lăng, có nghĩa là phải biết tùy lúc, phải biết tùy lúc linh động, hoặc là kịp thời, chữ này tôi thích dịch là chữ kịp thời, kịp thời linh động để mà sống, gọi là buông bỏ. Buông bỏ trong thứ mình đam mê, và bao dung thanh thản trong cái đối tượng mình thấy ghét sợ. Đó, buông bỏ trong cái thứ mình thấy đam mê và bao dung thanh thản trong thứ mình thấy ghét sợ. Cho nên một cái trong đây ghi rõ đó là dầu mình không phải là vị La Hán, trong đây ghi rất là rõ. Ai 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 cập biến này giùm tôi, giùm cái này chắc chắc tôi làm quá, quý vị cứ, cứ đây đó. Cô giọt mưa, cô lấy giùm tôi cái chỗ này, cô lấy tôi cái đoạn Bali mà cô mới vừa bỏ lên á, cô lấy giùm tôi một đoạn thôi, cô lấy giùm tôi cái đoạn mà gọi là cha lăng của Bekha chê xa. Khi tại sao cái máy này tôi không có copy được. Cha lăng của Bekha chê xa khi na sa vát sát Bekha sa đi sa na và nó khi na su Bekha. Lấy giùm tôi cái đoạn đó, ai trong room lấy giùm tôi ban ơn nha, lấy giùm cái đoạn đó, đó trong cái đoạn Bali dài sọc mà nó nằm ở ngay chính giữa đó. Cha lăng của Bekha chê xa khi na sa vát sát Bekha sa đi sa na và nó khi na su Bekha. Đúng đúng, cái nhớ từ khung cái tên này giỏi nè. Rồi, tức là sáu cái này đó trong kinh này đó là dầu không phải là của vị La Hán nhưng mà giống y chang như của vị La Hán. Khi na sa vát sa bế kha sa đi sa giống như của La Hán, nắp bạch nắp khi na su bế kha, dầu không, dầu đương sự, dầu chúng ta chưa phải A La Hán, dầu chúng ta chưa phải là A La Hán nhưng mà phải sống như vậy đó, nhớ nha. Cái đoạn nó rất là quan trọng, có nghĩa là khi mà mình làm đúng cái bài kinh này, làm đúng kinh này thì dầu chưa là La Hán ta cũng được, ta cũng được sao, ta cũng được thanh thản như La Hán đó, nhớ nha. Khi mà làm đúng kinh này thì dầu chưa là La Hán thì ta cũng được sống thanh thản như là La Hán, có nghĩa là phải ghi vào thêm nữa, trong kinh nhất thiết lậu hoặc trung bộ ghi rằng người tu hành nên tránh chỗ không thích hợp, tránh người và vật không thích hợp với cái đời sống và cái cuộc tu của mình. Đó. Nhưng mà theo kinh này này đó thì không nào chúng theo hai cách, vừa biết trong rừng hiểu ta, tức là trong kinh nhất là rất hợp đời kinh này đó, thì trong cái trường hợp không tránh được thì ta vẫn có cách thích nghi với chúng. Đây là cái gọi là Phật pháp mênh mông là chỗ đó, chứ Phật không có đẩy mình vô chỗ chết nha, chứ Phật không có đẩy đệ tử vô chỗ chết. Chuyện đầu tiên đó là mẹ dạy đó là tránh này tránh này tránh này tránh này tránh này, tuy nhiên thì con trụ mình chỉ dạy con có một cách một, rồi con không nên thế này, con không nên thế kia, rồi lỡ nhỏ tránh không được rồi nhỏ chết à, không,
một người mẹ, một người thầy đó mà gọi là thông tuệ và cẩn thận đó, chu đáo đó nha, thì bắt buộc phải dạy cho con hay. Hai trường hợp được cái này nên được, cũng có cách cô giáo mà gặp giải quyết, chứ không phải là đứng đó mà khóc nhờ người ta bồng qua nha. Nhớ cái này tôi nhắc lại, đi đường thì kiếm chỗ khô ráo sạch sẽ mà đi, nhưng ngộ nhỡ gặp cái chỗ đoạn đường sình lầy chông gai rậm rạp thì cũng phải liệt từ tự liệu mà đi, chứ không có thể đứng đó mà khóc chờ người ta bồng người ta bế nha. Chờ người ta bồng người ta bế. Như vậy nãy giờ các vị không có nghe phải không? Các vị đã không nghe chỗ nào? Các vị không có nghe chỗ nào? Alo, các vị bị đứt khúc chỗ nào? Chết rồi. Uổng quá, uổng quá. Kỳ vậy? Dạ rồi. Nhớ nha, cho nên là trong giờ tôi không có đánh máy nữa, quý vị ghi lẻ thì ghi giùm. Trong kinh Tứ Niệm Xứ nha, Đức Thế Tôn gom gọn lại tất cả phiền não vào trong có hai thứ thôi, đó là thương và bất mãn nha. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn gom gọn tất cả phiền não vào có hai thứ thôi, là tham và ưu. Tham có nghĩa là thương thích, và ưu có nghĩa là bất mãn. Xem chưa? Ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm, quán thân tinh thân để mà diệt trừ tham ưu ở đời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đa phần, không phải đa phần mà toàn bộ phàm phu của chúng ta trong đời sống chỉ có hai cái chuyện đó, thích thú, rồi cái gì nữa ta, bất mãn, chống đối, tống khứ, trốn chạy, chỉ gom gọn chỉ cái hai cái đó thôi. Cái nào mình thích thì mình đẩy, mình gom vô, mình theo đuổi, thu gom hoặc là theo đuổi. Còn cái nào mình ghét á, thì mình trốn chạy hoặc là tống khứ, xua đuổi, chối bỏ nha. Chỉ cái vậy thôi. Thì cái bài kinh, thì hai cái chữ tham ưu đó nó ứng với cái bài kinh này, nó ứng với cái bài kinh này. Bài kinh này ngài dạy rằng á, là cái đời sống phàm từ vô rồi chuyên đề qua được, không biết thích và cái ghét. Trong và trong room này mà này, các vị còn nhớ tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói các vị về đó tự thấy mình dốt quá đó, ngu quá đó, thì chỉ cần tự về đó, tự mình định nghĩa bốn chữ thôi là tu được, chỉ đắc thánh bằng bốn cái chữ nhất. Thích là gì, ghét là gì, và mà định nghĩa bốn cái này thôi là các vị gọi là tu được. Các vị còn có nghe rõ không? Thích là, nhớ cái này, thích là có được hạnh phúc, cái hạnh phúc, hạnh phúc là có được cái mình thích, đau khổ là chỉ có làm nên cái tâm trạng thích ghét. Nó đơn giản lắm, thích hay ghét đó là tiền nghiệp, tức là nghiệp thiện ác quá khứ, rồi cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống hiện tại. Nhớ cái này. Như vậy thì chỉ định nghĩa bốn thứ thôi, chỉ định nghĩa dùm có bốn thứ thôi, đó là hạnh phúc,
đau khổ, thích và ghét. Chỉ cần định nghĩa được cái này là các vị tu được. Chỉ cần định nghĩa chứ đừng có bây giờ nếu mà dốt quá bây giờ mà cứ cái trung bộ, trường bộ, tăng chi, tương ưng, tiểu bộ, quý vị nhớ sao nổi, các vị chỉ nhớ có bốn cái này thôi. Đau khổ là gì? Đau khổ phải chấp nhận cái mình ghét, cái mình muốn, cái mình thích. Là gì? Hạnh phúc là có được cái mình muốn, có được cái mình thích. Đó là định nghĩa về hạnh phúc và đau khổ. Rồi cái thứ hai, tại sao có thích, tại sao có ghét? Là bởi vì thích ghét nó đến từ ba cái điều kiện. Một là tiền nghiệp, hai là cái khuynh hướng tâm lý, là cái môi sống, chứ nó không có gì hay ho hết. Cũng là một cha một mẹ lớn lên trong một căn nhà, ngủ chung giường, ăn chung mâm. Nhưng mà nếu mà là con gái đó thì bắt đầu mình có những cái sở thích không giống mấy đứa con trai, anh em trai trong nhà của mình, thấy chưa? Mà cái gì nó đẩy mình, cái gì nó đẩy mình cho làm thân con gái, đó là tiền nghiệp. Chính cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào làm thân con gái ở cái ngôi nhà, trong cái gia đình nghèo khó, trung lưu hay là thượng lưu nha. Chính cái tiền nghiệp. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý. Hai người đều gọi là giàu có như nhau, hai người đều có cái tiền nghiệp tương tự nhau, sanh vô gia đình giàu có, đều có sức khỏe, đều có ngoại hình nhân dáng ngon lành. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý nó lại khác nhau. Một người thích ăn ngon, một người thích mặc đẹp, một người thích gọi là sưu tập, một người thích đi du lịch, nó khổ như vậy đó nha. Rồi khuynh hướng tâm lý. Rồi thứ ba là cái môi trường sống. Cùng là người Việt Nam, cùng là phụ nữ như nhau, nhưng mà một người thì sống ở châu Á, một người sống ở Âu Mỹ. Mà ở châu Á đó nó lại khác nữa. Một người sống ở Campuchia nó không giống với một người sống ở Singapore. Một người sống ở Việt Nam không có giống với người sống ở Nam Hàn. Một người sống ở Trung Quốc không thể nào giống với cái người mà sống ở Nhật Bản. Anh biết Trung Trung có hiểu này không ta? Các vị có hiểu không? Có nghĩa là một cha một mẹ đó sanh ra nha, mà cái tiền nghiệp tôi giả định với là giả định thôi, tiền nghiệp giống nhau, có nghĩa là cái gì cũng giống nhau y chang, do tiền nghiệp mà cũng y nhờ, nhưng mà kẹt cái khuynh hướng tâm lý nó không giống nhau. Rồi bên cạnh đó nó còn có cái môi trường sống nữa. Chính ba cái này nó cộng lại nó làm cho chúng ta thích cái này ghét cái kia không giống nhau. Đều tôi có việc để ý một chuyện gì các vị mới thấy nè, đều là người Việt cái hết á, mà có người thích ăn canh khoai, có người thích canh chua, canh rái, trái là trái ra lý tập tàng, rau dền, rau muống, rau ngổ, rau nhút, rau lan, đó là canh rau. Rồi giải pháp mà giảng luôn cả thức ăn thì tôi cũng quỳ tôi lạy quý vị luôn nha. Mà trong khi cũng là người Việt mà có người thì thích ăn canh khoai, có người thích, mà trong cái đám mà thích ăn canh chua đó nó có nhiều cái trường phái. Cái trường chua là bỏ cả trứng cá đó, chia ra hai trường phái. Có một số người thì họ thích giá chín, có người thì muốn gọi là giá sống, có nghĩa là bưng ra ngoài bàn rồi mới bỏ giá vô cho giá nó giòn. Còn có người thì ngâm nó ấp lẩm trong đó cho nó mềm xèo như cái mèo mắc mưa vậy đó nha. Như vậy mình thấy rõ ràng đó mình thấy chỉ mua thôi. Mình đã chờ kênh này tôi mới ghi tôi nói thôi, muốn hiểu sâu kênh này á là phải kết hợp tối thiểu là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc và kinh Đại Niệm Xứ nha. Nhất Thiết Lậu Hoặc á thì mình chỗ mà người không nghĩ việc ra cái lén bừng lên, nó sáng bừng lên. Các vị 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 còn nghe không? Sao kỳ, sao kỳ, cái này sâu dữ lắm nha, sâu dữ lắm. Rồi thì toàn bộ đời sống của ta chỉ quẩn quanh có hai thầy dầu tại nó chỉ có thích và ghét. Và chính cái thích ghét nó tạo ra cái hạnh phúc và đau khổ.
À nhớ nha, bữa nay gọi là đóng râm lại đó, là cứ nhớ bao nhiêu đó, cứ nhớ là toàn bộ đời sống của mình phúc và đau khổ, từ đó là cả đời con đường là lý tưởng trốn khổ tìm vui. Mà trong khi mình không hiểu rằng cái khổ cái vui nó đi ra từ cái nào, nó đi ra từ cái thích và ghét đó, mà cái thích đi ghét nó lại đi ra từ ba cái điều kiện. Hôm nay là thứ tư phải không ạ? Alo, các vị có nghe không? Bây giờ các vị có nghe tốt không? Như vậy cái tình hình này đó là tôi thấy là cái này là ý trời rồi, cái này trời khiến rồi. Có nghĩa là khi nào tôi về nhà thì tôi mới dùng cái laptop tôi giảng, rồi hả tôi đi ngoài đường mấy ngày nay đó là tôi giảng bằng cái phone, mà bây giờ cái điềm báo là tôi phải là lên đường rồi. À, xin thưa bà con một chuyện. Đó là hôm nay ngày thứ tư thì tôi chỉ có thể thôi, có thể là mình còn học được chủ nhật, có thể thôi chứ tôi cũng không có chắc. Nhưng mà sắp tới đây là tuần sau chúng tôi đi về Thái 3 tuần để gọi là xài một cái từ rất là bình dân, đó là sống thực tập chánh niệm trong 3 tuần tại Thái, ở Ayutthaya đó, Ayutthaya gần Bangkok, và sau đó về Miến Điện 1 tuần cũng để làm cái việc cho chúng ta, tức là tôi và quý vị nha, tôi và quý vị làm cái việc cho chúng ta, chúng mình á, 1 tuần để mà có thể đầu năm tới chúng tôi trở lại Miến Điện. Nhưng mà trước mắt á, là trong chứ là chúng tôi chỉ còn có 1 tuần tại châu Âu thôi, chỉ còn 1 tuần thì sau đó chúng tôi về Thái thực tập chánh niệm ở Ayutthaya 3 tuần và tổng cộng 4 tuần trốn. Và cái thông báo này chỉ nhằm 2 mục đích: một là để cho bà con biết vì đâu mà mình bị gián đoạn 1 tháng, thứ hai nữa là để tránh bà con có cái hoang mang hiểu lầm là cho ông đi chơi, cái đó là hoang mang nha. Và cái thứ ba nữa đó là chúng tôi mong cái sự gia trì của đại chúng, cầu nguyện của đại chúng, chúc phúc của đại chúng để cho cái công việc mà nó trôi chảy, đó là coi như chúng ta sẽ có một ngày mà gặp nhau ở bên Miến Điện là như ý. Và cách đây không không lâu chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi từ những người quen, làm cho chúng tôi vừa buồn mà vừa vui.
Buồn ở chỗ là tất cả đều nói với chúng tôi một câu, đó là con sắp về hưu rồi, con chỉ thèm có một chỗ mà con không có lo cái gì hết, để con được sống trọn vẹn với những gì con hiểu về tứ niệm xứ. Con chỉ mong có chừng đó thôi. Bây giờ có rau có ăn rau, có cháo có ăn cháo, mà miễn là cái chỗ đó đừng có quá nóng quá lạnh nha, đừng có nó hơi ngặt nghèo như kiểu cái môi trường của Miến Điện này, cũng ngán quá đi, nói thiệt. Và bản thân tôi cũng ngán thiệt, tôi thèm có một chỗ mà mình có thể ăn rau luộc, chấm nước tương cũng được, nhưng mà miễn là mình ăn theo cái khẩu vị của mình nha, ăn đồ nóng. Chứ còn mà kiểu Miến Điện mà coi như là dầu mỡ mà cả mà nguội ngắt mà rùi thì con nào nói như chim sẻ mà bay lượn lờ, tôi thấy tôi ngán quá nha. Cho nên là mình là phải 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 có một cái chỗ riêng cho người mình. Và tôi nhắc lại, đó là muộn lắm là 60 là bà con phải có chỗ rút nha, muộn lắm đó là 60 là phải có chỗ rút. Như chúng tôi năm nay là tròn 50 là coi như rút sớm, lý do rút sớm là để chuẩn bị cho mấy người 60 đó, chứ đúng ra là càng sớm càng tốt. Nhưng mà dĩ nhiên phải có pháp học, phải có pháp học, phải có cái giáo lý trước. Nhưng mình mà cái tuổi đời nó mới chờ mình đâu có gì, cái tuổi mình, tuổi người mình không thể tính bằng con số được nha. Cái tuổi mình không thể tính bằng con số, mà mình phải tính là trên cái thể chất mình khỏe làm đau, rồi chưa kể đến những cái bất trắc như tai nạn hay là những cái nan y mình không có biết nó đến lúc nào. Cho nên tuổi 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 đời đó, đại kỵ trong Phật giáo, đại kỵ của tuổi mà tính bằng bằng gọi là sống yên tâm mà bằng con số, đó là cái chuyện bậy bạ lắm nha. Mình không thể tính tuổi bằng con số, mình phải tính tuổi bằng hai cái người biết đạo, mình chỉ nên tính tuổi bằng hai cái khía cạnh thôi. Thứ nhất là mình đã học hành được bao nhiêu, thứ hai cái tuổi cái là thể chất của mình nó như thế nào. Nói về vật chất tức là cái thể chất mình là nó đang trong tình trạng như thế nào, đó là điều thứ hai. Còn điều thứ nhất là mình đã học đã hành được bao nhiêu trong giáo pháp. Số 1 là học hành được bao nhiêu, tức là về tinh thần mình đã học đã hành được bao nhiêu trong giáo pháp. Và số 2 là về vật chất, mình phải xét cái thể chất của mình, cái sức khỏe mình đang trong tình trạng nào. Thì đó là cái người biết đạo là người ta chỉ tính tuổi là dựa vào hai cái này. Thí dụ như bây giờ các vị 50 tuổi mà giáo lý dốt quá, còn đối với cái pháp hành tứ niệm xứ thì chưa có ngày nào hết, thì các vị phải hiểu ngầm là các vị đã bắt đầu trễ rồi nha, phải hiểu như vậy nha. Đó, cho nên cái chuyện đầu tiên mình tính tuổi thì phải tính bằng con số 50 với 60, mà phải tính là mình đã học đã hành được bao nhiêu, đó là tinh thần. Còn về vật chất là phải tính vào cái thể chất của mình, coi mình 50 nhưng mà nó có ok hay không. 50 mà coi như tiểu đường cao máu rồi cái gì mà thận gan bao tử trĩ ngoại trĩ nội tùm lum, đường ruột đại tràng trực tràng gì đó là không xong nha. Cho nên sẵn thưa với bà con là mình đó là để tùy duyên coi cái ngày thứ cái chủ nhật tới này có ok không. Vì nếu mà chúng tôi nghe không khỏe, chúng tôi phải nghỉ nghỉ phải nằm dưỡng sức để mà bay chứ, bay cũng lâu rồi. Chúng ta nghỉ 1 tháng. Và sẵn đây cũng nói luôn là chúng tôi tuyệt đối không có nhận bất cứ một cái gửi gắm tài chánh nào nha, không có nhận. Bởi vì thứ nhất là nhận rồi lời ong tiếng ve rồi mệt lắm. Thứ hai nữa mình nhận vậy mình mất công mà mình cũng được cái gì nha, nhận như bản thân mình được cái gì rồi nó nặng lòng lắm nha. Cho nên là mà không có nhận gửi gắm gì hết. Bà con có ngon thì nuôi con heo bằng đất á, cứ mỗi lần có cái tác ý có cái chủ tâm mà cúng dường vậy đó, bỏ vô heo rồi mai này đích thân mình bay qua bên đó, thiếu gì cái chuyện để mình làm nha. Đào giếng làm đường rồi điện nước rồi bàn ghế cho tăng sinh cho hành giả rồi thùng thao nồi chảo cho thiền viện, nhiều lắm quý vị, nhiều lắm nha, nhiều cái chuyện để quý vị tốn tiền lắm nha. Cho nên mình không cần gần gửi ai hết trơn á, đích thân mình đi cho nó sang nha. Rồi như vậy tôi trở lại cái bài kinh này, đó là Đức Phật ngài dạy rằng toàn bộ đời sống của chúng ta, dầu là nam phụ lão ấu sang hèn trí ngu già trẻ bé lớn, chỉ gói gọn trong hai cái tình huống thôi, đó là sống đối diện với cái mình thích và đối diện với cái mình ghét sợ nha. Thì ngài dạy rằng đối với cái mình thích á, đối với cái mình thích á,
thì mình nên dùng hai cái phép quán niệm, đó là quán niệm cái bất nhiễm bất tịnh và quán niệm tánh vô thường của vạn hữu, để mà lìa bỏ cái tham chấp đối với những gì mình thương thích đam mê. Rồi cái trường hợp thứ hai trong kinh này, ngài dạy rằng đối với những gì mà mình gọi là ghét sợ chán chường bất mãn thì mình nên gọi là sống bằng hai cái pháp gọi là từ tâm và quán gọi là quán tố chất, quán lục đại, quán từ tâm và quán lục đại. Lục đại ở đây có nghĩa là đất nước lửa gió hư không và thất, nhớ nha, để thấy tất cả là giả hợp, để thấy tất cả mọi giá trị, mọi mặc định của cuộc đời nó là chỉ là tương đối nha. Cái đó là dơ, cái đó là xấu gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là những giá trị mặc định của cái người đời, của người không biết đạo nha. Bởi vì tôi nói là một lần nữa, với một cái người mà cầu đạo giải thoát nha, thì cái đáng sợ nhất nó chính là cái phiền não của mình nha, cái đáng gớm nhất chính là cái phiền não của mình, và cái đẹp nhất mà mình nên mà mình có thể để ý đó chính là cái thiện pháp của mình. Ngoài cái thiện pháp ra không có cái gì mà đáng để mà mình phải đam mê hơn, mà ngoài cái pháp bất thiện ra thì cũng không có gì đáng để mà mình ghét sợ nhòm góp hơn. Nhớ nhớ cái câu thần chú này, ngoại trừ thiện pháp ra thì không có gì đáng để mà mình phải lưu tâm, ngoại trừ cái ác pháp ra thì không có cái gì đáng để mà mình ghét sợ, không nhớ. Thì có thể bữa nay sau cái bài giảng này thì bà còn thấy cái chuyện đó nó hơi gây sốc, là bởi vì sao kỳ vậy, sao bắt tôi sống như kỳ vậy, nhưng mà từ từ nó ngấm ra, nó thấm nha, nó thấm ồ thì ra cái chỗ nó dơ cách mấy, cái vật đó nó khó nuốt khó ngửi cách mấy, nó vẫn không có tệ hại bằng cái phiền não của mình. Bởi chính vì cái phiền não mà hôm nay chúng ta mới gặp cái năm trần bất toại nha. Mà ngoài cái thiện pháp ra thì không có cái trần cảnh nào đáng để mình lưu tâm, là vì sao? Là vì chính thiện pháp đã tạo ra các cái trần như vậy. Như vậy thì thiện pháp là gốc của hỷ lạc, là gốc của tất cả cái gì mình vừa ý thương thích. Mà nó lạ gì, thiện pháp, làm ơn ghi giùm tôi cái câu này, làm ơn ghi giùm tôi cái câu này: nhân lành á thì nên tu, nhưng mà quả lành đó thì không nên đam mê. Nên tu tập cái nhân lành nhưng mà không có nên đam mê trong cái quả lành. Ghi bốn câu, ghi bốn câu nha, ghi bốn câu. Câu một là ngoại trừ thiện pháp ra không có trần cảnh nào đáng lưu tâm, rồi ngoại trừ ác pháp ra thì không có trần cảnh nào đáng để mình phải chán sợ. Đó là hai câu. Còn cái câu thứ hai: nhân lành đó thì nên tu, mà quả lành này không nên đam mê. Rồi nhân ác thì nên tránh, nhưng mà cái quả ác thì mình cũng không có nên chán sợ, mà mình vẫn nên an trú ở trong cái gọi là từ bi quán và gọi là giới quán, tức là quán tố chất đó. Giới là tha tú đó nha, nhớ cái đó. Bốn câu tất cả, ngoại trừ ác pháp không có cần canh đáng sợ. Rồi nhân ác thì nên tránh, nhưng mà quả ác thì không có nên chán sợ. Cái câu này có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết á, nha, hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết. Ví dụ như mình nó miếng điện nó dơ, nó nóng, nó bụi, nó hôi, trúng, thì nếu mà bây giờ mình có thể qua đó mình tìm được cái chỗ mát mẻ sạch sẽ thì tốt. Nhưng mà ngộ nhỡ như mà mai này trên cái trong cái thời gian tu tập mà mình không có được cái chỗ như ý, rồi lẽ mình lại xách gói mình đi à, thì mình cũng phải chịu trận chứ nha. Phải có khả năng chịu trận. Tôi giả định như là mai này chúng ta có được một cái thiền viện kiểu Việt Nam rất là dễ thương, rất là thích hợp, nhưng mà đâu phải cả đời mình cứ ở đó, ý đâu cũng có lúc mình rời thiền viện mình đi đâu đó, rồi lẽ mình nghỉ tu trong mấy tháng hay sao. Cho nên mà vừa hổm tôi có nói người tu là phải có kham nhẫn, phải có tinh tấn, phải có nghị lực, phải có chịu đựng. Nhưng mà người tu cũng không có dại dột gì kiếm cái chỗ khó để mà đúc đầu vô. Tuy nhiên trong trường hợp mà tránh không được thì người tu hoàn toàn có thể sống an lạc, thanh thản và thoải mái với cái môi trường, bối cảnh, điều kiện trước mắt. Không biết tôi nói như vậy trong rừng có nghe kịp hay không mới ghê chứ nghe. Tôi nói lần nữa, tu hành là phải có kham nhẫn, phải có tinh tấn, phải có chịu đựng, không? Nhưng mà cái trí tuệ nó, cái
trí tuệ của người tu á, thì không có đẩy mình gọi là đến cái chỗ mà kiếm chỗ khó mà đúc đầu vô. Tuy nhiên trong trường hợp tránh không được thì mình vẫn an nhiên thanh thản với cái môi trường điều kiện hoàn cảnh trước mắt. Đó là thái độ của người tu nha. Cái đạo Phật là đạo trí tuệ nha. Chứ tôi ấn nhất cái là một người mà thuộc lòng một hai câu, giống như một hai câu thiệu, một hai câu câu câu, câu bùa đó, rồi cứ theo đó mệt lắm. Thí dụ nó tu là phải nhẫn. Trời đất ơi, quý vị coi lại giùm tôi cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, kinh số 2 của Trung Bộ Kinh, Phật dạy rất rõ. Ngài dạy có tới 7 cách đối phó với phiền não. Có 7 cách, trong đó nhẫn chỉ là một trong 7 cách thôi. Ngài dạy có trường hợp mình phải gồng mình chịu đựng. Rồi có trường hợp phải bỏ đi. Rồi có trường hợp đó là phải quán chiếu thông suốt nó. Đó, có cái là chỉ nhắm mắt mà nhẫn thôi. Nhắm mắt mà nhẫn thôi. Thí dụ như là nóng quá, lạnh quá, đau quá, nhức quá, là lúc đó chỉ biết nhắm mắt mà nhẫn thôi. Nhưng mà có trường hợp phải thấu suốt đó. Trời, có những cái trường hợp phiền não. Thí dụ như bây giờ tôi ghét cái người đó quá, tôi yêu người đó quá, tôi nhung nhớ, tôi tương tư người đó quá, là sao tôi tu? Trời, lúc đó bắt buộc tôi phải thấu suốt vấn đề. Tại sao mình thích người ta? Và người ta có thích mình hay không, mà giả định như hai đứa cùng thích hết thì sẽ sống ở đâu, sống kiểu gì, rồi giả định như 100 tuổi bên nhau rồi tới cuối đời rồi hai đứa sẽ đi về đâu, chắc chắn là có đứa chết trước, đứa chết sau, rồi cái đường đời muôn lối mỗi đứa đi về một nơi. Rồi nghĩ tới tự nhiên nó nổi da gà nha. Tức là có trường hợp mình phải gồng mình chịu đựng với phiền não, nhưng có trường hợp mình phải quán chiếu thông suốt, rồi có trường hợp mình phải bỏ đi, có trường hợp là thí dụ như người nói rằng có những cái nhu cầu vật chất mà khi cái cơ thể nó cần thì mình phải lo mình giải quyết, chứ không thể nào mà nhẫn, không thể nào bỏ đi, không thể nào quán chiếu, mà mình phải đáp ứng nó. Thí dụ như người nói đói là phải ăn, chứ không thể đói rồi ngồi nó quán chiếu, không thể nào đói rồi ngồi nó mà gồng, hoặc là đói quá rồi bỏ đi, đi đâu cái bụng này đói meo đi đâu. Cho nên có trường hợp các vị xem mà dùm tôi cái kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, nó có trường hợp chúng ta phải gọi là giải quyết thỏa đáng vấn đề. Thí dụ như mình những cái vấn đề, thí dụ như cái nhu cầu vật chất, đói quá, lạnh quá, bệnh quá, đau đớn quá, là mình phải giải quyết thỏa đáng và đáp ứng nó. Nhưng mà đến một mức độ nào đó thôi, chứ không phải là tu là đáp ứng cái nhu cầu của thân tâm, sai nha. Nhưng có trường hợp mình cũng phải trong chừng mực nào đó, mình trung đạo mà. Mình không có nhắm mắt mình chiều theo, không có nhắm mắt chiều theo cái đòi hỏi của thân tâm. Nhưng có trường hợp mình cũng phải nhường nó 3 bước, phải nhường nó 3 bước nha. Ví dụ như mình ngồi thiền, nó ngứa quá mà mình cứ chiều đó mình gãi, thì gãi một lần thôi. Nhưng mà các vị biết ngộ lắm quý vị, bình thường nó không có ngứa, mà xếp chân vô rồi, nhất là ngồi trước đám đông, nó ngứa tùm lum, nó ngứa toàn tập, nó ngứa tứ trụ, nó ngứa gọi như là ngứa trước, ngứa sau, ngứa trên, ngứa dưới, ngứa trong, ngứa ngoài, nó lạ như vậy. Thì đến một lúc nào đó mình không có chịu nó nữa, bởi vì mình biết đây là ma chứ. Nó có trường hợp nó ngứa không phải là do nhu cầu sinh học, mà đó là cái phản ứng đương nhiên của một cái nội tâm mà nó đang gọi là tách bến. Nó đang tập đến, xưa giờ nó ở bờ này, bây giờ là nó biết mình là sắp qua cái bờ kia, nó quậy như vậy đó quý vị, nó quậy như vậy. Từ hồi mình ngồi coi phim để hàng đó ha, với nguyên một cái cuộn giấy vệ sinh để mà thấm nước mắt đó. Mình có thể vừa khóc vừa ăn hết nguyên một cái hộp mà bắp rang mà xài lau nước mắt hết một cuộn giấy, mà nó chớ hề mỏi chân, chớ hề mỏi nha. Coi như là tới lúc mà ngồi thiền thì chỉ có chừng 5 3 phút là bắt đầu nó ngứa tùm lum rồi, nó ngứa, nó nhột, nó đau, nó tê, nó mỏi, nó nhức từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước tới sau, nó lạ như vậy. Mà cứ mở phim đại hàng lên, nó là 4 tiếng 5 tiếng là chuyện nhỏ không. Còn hát karaoke đó, karaoke đó là bà con hát suốt mùa thu không sao hết, không có buồn ngủ, không có khang cổ, rồi nước rồi ăn cũng màng, nó chỉ cần chai nước suối là cứ hát tới thôi. Hát tới thôi. Mà trong khi nó nói tới ngồi thiền một cái là tự nhiên nó đói, nó thèm như tù vậy đó, nó thèm ngọt, thèm chua, thèm bánh xèo, thèm rau sống, thèm đồ kho, thèm đồ xào, nhớ bạn, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cháu. Mà trong khi đó mình đi du lịch thì không nhớ ai hết, nó lạ lắm. Bởi vì đó là những phản ứng ma chướng đương nhiên của một cái con người mà sắp bỏ bờ này sang cái bến khác.
trên cái đạo đạo nghiệp tu hành đó quý vị. Cái chuyện nó rất là tự nhiên nha nhớ. Cho nên có trường hợp mình phải chiều nó, nhưng có trường hợp mình biết nó là đứa bé hư, nó tu tâm y chang như chăn bò, tu tâm y chang như là dạy con nít vậy đó quý vị. Giống ở chỗ nào, có nghĩa là con bò con trâu á, có lúc mình phải chiều nó, mình biết nó khát nước phải cho nó đi uống, biết biết mai chiều chiều sáng sớm hay là chiều muộn, biết nó bị muỗi bị con như bù mắt cắn nó, mình phải lấy đồ mình đắp nó, mình xông khói cho nó, không trời lạnh thì cho nó vô chuồng rồi chắn gió cho nó, mình chiều nó. Nhưng mà trâu là bò mà cứ chiều nó ra thì làm sao nó đi cày, làm sao nó kéo xe được quý vị. Chiều nó đến mức nào nó cũng thích cũng vậy, thấy con khóc phải tìm hiểu để mà thay tả cho nó, để cho nó bú, đừng để cho nó đói, đừng để cho nó lạnh. Nhiều khi nó bị sốt mà mình cứ nghĩ nó nhõng nhẽo thì tội nghiệp nó, nhiều khi nó bị sốt nó khóc, nó đâu phải nó khùng đâu mà nó thức nó khóc đêm quý vị, kêu là giả đè đó, nó phải nó khùng đâu, nó coi chừng nó có vấn đề gì đó nha. Cho nên mình trong là nuôi thích mình cũng phải để ý coi cái đó có phải là cái nhu cần thiết phải là quan tâm để mà thỏa mãn hay không. Nhưng mà cũng có trường hợp mình biết đây là cái mà mình phải làm lơ. Y chang như vậy. Trong rừng có biết cái bộ tranh mà thập một ngưu đồ của Bắc Tông không ta? Á luôn. Trong rừng có biết cái bộ tranh đó không? Tức là cái hành trình mà tu tập của hành giả y như cái hành trình mà của người mà đi 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 tìm trâu. Tức là buổi đầu là mình là đi tìm trâu, có nghĩa là mình để ý vọng niệm của mình đó, mình quan sát cái vọng niệm giống như là cái người mà mất trâu mình đi tìm vậy đó. Tới lúc mà tìm được trâu rồi đó thì buổi đầu là con trâu nó màu 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 đen thui sình không, nhưng mà mình chăn dắt nó một lúc rồi đó thì bao nhiêu sình bụng cái người nó rớt xuống, nó sạch sẽ và cuối cùng nó lộ ra là con trâu trắng. Và trong cái hành trình mà tu chứng đó, lúc đầu đó thì mình đi tìm trâu, rồi sau đó từ trâu đen nó thành trâu trắng, và cuối cùng mất trâu chỉ còn người, và cuối cùng người trâu đều mất đó. Cái chỗ này nó sâu lắm. Người trâu đều mất có nghĩa là hồi đầu mình không biết đạo á thì mình thấy có tôi, có cái của tôi. Khi mà biết đạo rồi đó thì mình lại đi lên bước nữa là thấy danh lợi tình cảm quyền lực không nghĩa lý gì hết, cái quan trọng chỉ là thiện pháp. Nhưng mà mình bị kẹt vô một cái chỗ khác, đó là tôi có chánh niệm, tôi có thiền định, tôi có trí tuệ. Như vậy thì mình bỏ danh bỏ lợi nhưng mà mình lại chấp vào cái khác, phải tiếp tục tu tập nữa, sẽ đến một lúc nào đó mình thấy rằng thiện pháp vừa biến mất, ác pháp vừa biến mất, tức là thấy được cái tánh sanh diệt chứ không còn gì hết. Và từng từ sẽ có một ngày mình thấy không còn ai tu tập hết, ở đây chỉ có chánh niệm, ở đây chỉ có phiền não, ở đây chỉ có trí tuệ, ở đây chỉ có tham sân si, nó tiếp nối nhau, nó thừa tiếp nhau, nó sanh diệt. Ở đây không hề có người nào tu hết trơn, chỉ có sự tiếp nối của thiện và bất thiện thôi. Lúc đó gọi là cả người và trâu đều mất là như vậy đó quý vị. Hồi đầu thì còn có người tu, còn có mục đích lý tưởng tu, giờ sẽ đến một cái lúc nào đó thì không còn ai tu hết. Và đây chính là lý do vì đâu mà trong kinh mới có cái câu này: chỉ có cái khổ chứ không có ai chịu khổ, chỉ có cái con đường dẫn đến đau khổ chứ không có ai là người tạo khổ, chỉ có sự chứng ngộ chứ không có người chứng ngộ, chỉ có con đường hành trì chứ không có hành giả hành trì. Người không biết Phật pháp nghe câu này thấy rất là kỳ. Theo nếu mà không hiểu cái câu này đó thì các vị đọc cái Bát Nhã Tâm Kinh các vị đâu không hiểu đâu. Nó thấy không sắc, không thinh, không khí, không vị, không xúc, không có vô minh, không lão tử, không có chứng đắc, vô sở đắc, vô sở chứng, mà hãy còn đam mê trong đó là còn bị mắc dính vào cái điên đảo mộng tưởng. Mà mục đích tu hành là viễn ly điên đảo mộng tưởng, có nghĩa là hồi đầu mình còn chấp danh, chấp lợi, chấp nhan sắc, chấp tiền bạc, chấp quyền lực, nhưng mà mình sau đó mình còn lại chấp cái khác về những giá trị tâm linh nha. Nhưng mà dần dần mình thấy rằng ở đây không còn có cái lối hiểu bốn đế như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì còn có thân của tôi là khổ đế, tâm tham của tôi là tập đế, sự giải thoát của tôi là diệt đế, sự hành trì của tôi là đạo đế. Cái lúc nào cũng cái tôi to đùng nó gắn liền vào trong đó. Nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy không có cái vụ tôi, không có cái mình ở trong đó. Ở đây chỉ có khổ, chứ đây chỉ có tập, chỉ có diệt và chỉ có đạo thôi. Lúc đó gọi như là nhân ngưu câu vong, trâu và người đều mất là như vậy. Nhưng mà mất ở đây có nghĩa là sao? Mất ở đây không phải là trở về không, không phải, mà nó đi đến bước cuối cùng là gì? Là thùy thủ nhập thị, có nghĩa là thõng tay vào chợ, có nghĩa là lúc đầu mình còn thấy sông núi là sông núi,
biết đạo rồi, hiểu đạo rồi, hành đạo rồi thì thấy sông núi không phải là sông núi mà chỉ là đất nước lửa gió. Đi thêm bước nữa thì thấy sông núi trở lại là sông núi, nhưng lần này mình nhìn nó bằng một cái sự thanh thản của một người đã ra ngoài cái cuộc chơi u mê. Đi có hiểu này không ta? Có hiểu chỗ này không? Có nghĩa là hồi cái biết hồi đầu á là thấy sông núi là sông núi, chợ búa con người là chợ búa con người. Đi thêm bước nữa sẽ thấy rằng những cái ý niệm đó là điên đảo mộng tưởng. Nhưng mà khi chứng ngộ rồi thì mình trở lại đời sống bình thường, có nghĩa là vẫn đói ăn khát uống, nhưng mà lần này nè, lần này á là sống mà gọi là cư trần bất nhiễm, có nghĩa là sống ở trong trần, sống y như cái bài kinh mà tôi vừa giảng đó, có nghĩa là cũng thấy cũng nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà trước cái mà mình thấy thích á thì mình an trú vào cái quán, vào cái đề mục bất mỹ vô thường, còn trước cái mà người ta ghét, người ta sợ, người ta gớm thì mình an trú vào cái từ tâm, hay là an trú vào cái pháp quán niệm các cái tố chất. Tức là cỡ nào trần cảnh cỡ nào chúng ta cũng có cách để mà giữ cái lòng thanh thản, cái lòng thanh thản của người biết chuyện chứ không phải là cái lòng thanh thản của người vô tri nha. Nhớ cái đó, cái bài kinh này nó sâu đến mức mà tôi cho rằng bài kinh nào là cũng quan trọng hết á, nhưng mà kinh này tôi thèm lắm. Nếu mà trong cơ room này có ai đúng là tri kỷ Tri Âm thì tôi xin người ấy ghi nốt, đánh dấu cái kinh này, để mai kia trong một ngày không xa lắm tôi và quý vị sẽ làm một cái quyển gọi là Phật ngôn trích diễm. Có nghĩa là mình tu tập nguyên Phật giáo Nguyên Thủy, mình không có chủ trương tụng niệm, tuy nhiên mình nên có một cuốn để gọi là thu gom những cái bài kinh mà ngắn gọn, mà gọi phải nói là cấp thiết, có nội dung cấp thiết cho cái chuyện tu học, cho cả đời sống thường nhật của mình. Thì đây, cái bài kinh Tỳ Kandaki này đáng được nằm ở trong cái quyển sưu tập ấy, rất là đáng. Bà con làm cái chuyện đó, cứ lâu lâu bà con nhớ giùm tôi, kinh nào tôi cũng quý, tôi cũng thờ lạy trên đầu hết trơn, nhưng mà đặc biệt lâu lâu tôi hay nói kinh này nha, kinh này các bà con nhớ ghi lại kinh này, mai mốt mình làm một cái sưu tập nhỏ nghe. Và không có chuyện đâu phải mình tôi đâu quý vị, Phật giáo Miên, Phật giáo Thái Lan người ta đã có làm cái đó rồi, nhưng mà đó là chuyện của người ta rồi. Bên Phật giáo Âu Mỹ người ta cũng đã làm rồi, ta làm những cuốn như là Lời Phật Dạy rồi đó, What Buddha Taught, tất cả nhiều lắm quý vị. Nhưng mà riêng người Việt Nam mình cho đến hôm nay tôi chưa từng thấy cái quyển nào mà tôi thấy đã mà sướng hết đó, phê đó, chưa thấy. Mà cái bài kinh 144 này đáng được nằm trong cái quyển sưu tập ấy, không cần nhiều, khoảng chừng 100 bài kinh, mà coi như nó là đọc tới đâu nó sướng tới đó, mà sướng cái tên đọc mà đã luôn cả cái người nghe nữa. Và tôi thèm có một ngày mà coi như là chúng mình có được một cái nơi chốn nhẹ thanh tu tĩnh mịch, mà bà con vào lại Phật chỉ cần mở cái đèn lên, nhìn lên trên trên tường chỉ có một bức một kim thân bổn sư, và trong đó có một cái loa phát 100 bài kinh vừa ý nhất, tức là lạy Phật xong không có đứng lên được, lạy không xong không có đứng lên được, lạy xong là trong đó cái âm thanh mình nó kiếm một cái người nào mà có cái giọng thiệt là ok nha, giọng nam á, giọng nam thiệt là ok, mà cái đoạn đối đáp nào giữa Thế Tôn với một người nữ thì mình lựa một cái giọng nữ thiệt là ok. Chứ nam mà lấy cái giọng của tôi là coi như sách dép luôn, sách dép chạy à, nha. Coi như kiếm cái giọng nam ok thì đọc gọi là trùng thuật lại mấy cái bài kinh này, thì không biết các vị có nghe nghe rõ không ta, tức là đọc những cái bài kinh loại này nè đó, mà vừa lại Phật mà nghe ở trên tượng Phật có phát cái âm thanh xuống. Lành thay này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm là các vật và không ghê tởm, lành thay này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo thỉnh thoảng sống với các tưởng không ghê tởm là các vật ghê tởm. Nếu mà mình lạy Phật mà được nghe cái này đó là sướng vô cùng. Xong rồi cái là khách xa về thiền viện để mà tu đó, lúc mới lạy Phật là thấy là cái bị chôn chân trong 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 cái đàn Phật rồi, chôn chân rồi, nghe cho đã hết là vài chục bài kinh, đứng dậy đi tắm rửa về chọn phòng, chọn phòng xong xuôi rồi là tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thu xếp vật dụng đồ đạc nha, rồi là bắt đầu đi qua bên thiền viện, ngồi thiền đại chúng, kinh hành thiền hành với đại chúng. Buổi chiều là cũng là có mỗi em được một lo một chai ly sữa
ngũ cốc nha. Mình ở đó mình tôi còn lên kế hoạch đó là những cái thức ăn thức uống của nó đều phải nằm trong cái diện tính toán hết. Cái việc tính toán nghĩa là gì? Tính toán có nghĩa là chọn những thức ăn nào mà thích hợp cho cái người mà táo bón, cao máu, tiểu đường, rồi là mùa nào thức nấy, ví dụ như mùa nào mình uống bột sắn, rồi mùa nào mình uống là bột năm thứ đậu, rồi mùa nào uống gạo rang, rồi lúc nào mình uống trà xanh. Sau này tôi có biết được một cái địa chỉ ở Việt Nam trà xanh có thể tin được, trà xanh có thể theo lời người ta nói thôi thì có thể tin được, có nghĩa là họ sẽ cung cấp trà cho thiền viện, có nghĩa là sáng chiều gì đó vào cái thời điểm đặc biệt nào đó. Và từ châu về, cái mỗi lần tôi đi về tôi hứa tôi sẽ tha đúng 20 kg sô cô la cho bà con, sô cô la 20 kg sô cô la Thụy Sĩ mà nó lúc nó đại hạ giá đó, cái loại mà nó bớt 70% đó, tôi tha về cho bà con. Tức là cái chỗ của mình là uống trà là trà Việt Nam hoặc là trà bột massage của Nhật, mà rất chiều là có sô cô la hoặc cacao của Thụy Sĩ đó. Và cứ mỗi tuần như vậy chúng ta có một ngày ăn là đặc sản quốc tế, ví dụ như có một ngày mình ăn kim chi của Đại Hàn, có một ngày mình ăn phô mai của Thụy Sĩ, có một ngày mình ăn cái giống gì đó của Việt Nam, có một ngày là mình ăn cái gì đó của Đại Hàn mình của Nhật, ví dụ như rất là vui, rất là của người muôn phương đổ về mang theo đặc sản, mà miễn là đừng có đem cái gì khó nuốt mà thôi nha. Tôi mơ cái ngày đó lắm, để mà chúng ta cùng nhau có một cái quyển kinh tụng giống như là Làng Mai họ có cái quyển kinh tụng này cho tăng thân đó. Thì tại sao, why not, tại sao chúng ta không có một cuốn đó cho thiền viện của mình, tại sao không, mà trong khi chúng ta thừa sức làm chuyện đó mà nha. Dứt khoát. Và như lần này nè chúng tôi đi đem theo là cũng mấy chục á, lần này đi đem theo là khoảng khoảng gần 20 kg. Lần này chúng tôi đi từ châu Âu là đem theo gần 20 kg chocolate, cho nên nếu có duyên mà gặp bà con ở bên thì bên Miến Điện mùa này đó là coi như là bà con ăn là tiểu đường luôn á. Chuyến này đi đó là ba ba tuần là thực tập chánh niệm ở Thái, và một tuần là đi tìm đất, và cũng đi đến đảnh lễ trưởng lão, rồi đi thăm mấy cái vị sa di ở bên Miến đó, rồi cứ cúng dường có như sô cô la và làm mấy ngày trai tăng, làm mấy bữa trai tăng cho vui, để gieo duyên cho vui. Nhưng mà đặc biệt là kỳ này đó là coi như là cúng dường và cái sô cô la cho mấy vị sư nhỏ đó là vui lắm nha. Rồi bây giờ tiếp theo đó là kinh 145, đó là con đường đến địa ngục. Thì kinh này muốn giảng rộng thì giảng, mà muốn khỏi giảng cũng được. Đó là ngài dạy rằng có nhiều cái điều kiện để đẩy ta vào địa ngục, mà trong những cái điều kiện đó nó có một cái điều kiện đó là vi phạm năm giới. Vi phạm năm giới cũng đủ là cái điều kiện đẩy ta vào địa ngục. Đó là sát sanh, rồi trộm cướp, rồi tà dâm, rồi nói láo, rồi sử dụng các cái chất là gây say. Tại sao năm cái này mà gọi là năm cái điều kiện mà đẩy ta vào địa ngục? Rất là đơn giản. Thứ nhất là giới sát sanh, tôi giảng gọn thôi, gọn nhưng mà đủ để cho bà con bỏ túi nha, để bỏ túi để tự tu và giúp đỡ cái người nào mà mình thấy thương á, mình thương mình cũng giải thích cho họ. Tại sao sát sanh mà là sẽ là một cái tội ác? Là bởi vì muôn loài ai cũng sợ chết. Làm ơn ghi giùm tôi cái này. Vì muôn loài ai cũng ham sống sợ chết. Dầu cho họ khổ cách mấy, họ cũng sợ chết. Cái đứa mà nó sướng, nó giàu, nó đẹp, nó bảnh, nó sợ chết thì khỏi nói. Còn cái người mà nó đau khổ, xấu xí, dốt nát, nghèo nàn ha, đời sống nó thê thảm, trần, nhưng mà ai cũng phải sợ chết hết. Mà không có cái sợ nào trên đời này nó dễ sợ bằng cái sợ chết. Đa phần, phải nói đa phần chứ không phải là toàn bộ, nhưng mà đa phần chúng sanh đó, thì không có cái sợ nào mà nó lớn hơn cái sợ chết. Mà chúng ta đành lòng lấy đi cái mạng của người ta đó, thì đây là một cái tội ác chứ không phải là một lỗi lầm. Này nó hơn cả cái lỗi lầm nữa, mà nó lên cái tội ác. Con trâu, con bò, con cá, con cua nó không biết nói, chứ nếu mà nó biết nói đó, nó sẽ hỏi mình một câu rất là khó trả lời, đó là nếu bây giờ mà du bị giết để mà ăn thịt đó, thì du có chịu không? Tôi với du không thù, không oán, không nợ, không nần, mà du lấy cái quyền gì
do mấy thằng cha ba tàu giả bịa ra cái câu mà vật dưỡng nhân là vô đè tôi ra vô giết vô cắt cổ vô chiên xào nấu nướng tôi, chứ thật ra bây giờ có một cái tên nào nó mạnh hơn vô nó đè vô ra nó giết nó coi vô là món ăn vô có chịu hay không, vô nói đi nha. Nếu mà mấy con nó hỏi mình sẽ trả lời làm sao đó, cho nên là không có cái sợ nào nó đáng sợ bằng cái chết hết á. Mà trong khi đó mình đành lòng mình đoạt mạng người ta thì hỏi cái tội như vậy có đáng được địa ngục hay không. Còn nếu quý vị nào mà nó không đáng đó thì hãy tự hỏi mình câu này: nếu hôm nay mà có cái tên nào nó đè mình ra nó cắt cổ mình có chịu không? À, nó chích điện cho mình chết, nó lấy búa nện vô cái đầu mình nứt sợ, mình có cái sợ hay không? Thì tại sao mình làm cái chuyện đó đối với cái loài khác nha. Cái chuyện đó mình thấy đủ đi địa ngục rồi nha. Rồi cái thứ hai nữa là lấy của không cho. Cái điểm khác biệt giữa con người với con thú nó nằm ở cái chỗ là con người biết phân biệt cái gì nên và không nên. Các vị thử tưởng tượng nếu mà trong cái xã hội loài người mà không có cái khái niệm về gọi là tư hữu đó, thì chúng ta sẽ sống kiểu nào? Thì theo trong lịch sử, trong khoa học, trong cái khoa lịch sử của khoa học á và cả kinh Phật đều cho mình biết rằng có một thời nhân loại không có khái niệm tư hữu, cái đó có, nhưng mà đó vào một cái thời điểm đặc biệt nào đó nha, một thời điểm đặc biệt nào đó trong xã hội loài người. Chứ còn từ cái thời có sử trở lại đây, thời tiền sử tôi không nói, mà từ thời có sử thì cái khái niệm tư hữu nó gắn liền với cái đời sống của các cộng đồng nhân loại nha. Và một trong những cái giềng mối mà kỷ cương để được gọi là cái đời sống văn minh ấy, đó chính là cái khái niệm tư hữu. Có nghĩa là mình phải có cái khái niệm tư hữu, đây tôi đang nói theo đời nha, đây tôi nói theo đạo, đang nói theo đời, mình phải có khái niệm tư hữu mình mới chịu siêng chịu khó để mà đi cày bừa. Chứ còn mà mình cứ nghĩ là cái gì có đám đông mình thường khó nỗ lực lắm nha, khó nỗ lực lắm. Cho nên chuyện đầu tiên là chính từ cái ý niệm tư hữu đó người ta mới chịu siêng chịu khó, người ta nỗ lực bằng tay chân hay đầu óc. Cái đứa sống bằng tim thì nó làm nghệ thuật, đứa sống bằng đầu thì nó phát triển về khoa học, đứa sống bằng tay chân thì nó làm cái mấy cái chuyện thủ công. Đó thì đại khái phải có ý niệm tư hữu thì thế giới nó mới phát triển. Thứ hai là chính từ ý niệm tư hữu nó mới dẫn đến cái ý niệm, đến cái quyền sở hữu. Chính vì có cái quyền sở hữu cho nên cái ý niệm tư hữu nó được bảo vệ đó. Và thế giới nó không bị loạn. Chứ các vị tưởng tượng đó, ai cũng muốn của riêng hết, nhưng mà cái của riêng nó không được một cái hệ thống pháp chế bảo vệ đó, thì thế giới loạn. Tôi siêng, tôi giỏi lắm, tôi khéo tay, tôi làm ra đủ thứ món hết đó, tôi làm ra đủ thứ vật chất, nhưng mà không có một cái hệ thống pháp chế nào bảo vệ tôi trong một cái xã hội không phải là xã hội pháp trị đó, thì tôi không biết tin cậy vào ai. Ngay thời buổi này một cái xã hội mà tham nhũng hối lộ thối nát là đủ để người là mình chạy mất dép rồi, nói chi là một cái xã hội không có pháp luật, các vị biết không nha. Cho nên cái quyền tư hữu nó nói một cách rốt ráo theo đạo giải thoát thì không nên có ý niệm tư hữu, không nên có cái quan niệm về quyền sở hữu. Tuy nhiên đó là nói về cái tinh thần giải thoát rốt ráo. Còn nói trên cái quan niệm đời thường đó thì cái quan niệm tư hữu và sở hữu nó là một phần giềng mối trong cái đời sống của cộng đồng nhân loại. Ta không thể nào mà phủ nhận cái chuyện đó, bởi vì không các vị đã nghe đến chỗ nào, các vị đã nghe đến đâu rồi, sự kỳ ha, các vị đã nghe đến chỗ nào rồi, trong trong cho nên á, cho nên á, cho nên á, cho nên á, khi mà phân tích tới nơi tới chốn mình thấy đó là cái chuyện mà trộm cướp sang đoạt một cái vật mà nó thuộc quyền sở hữu của người khác, đó là một cái tội ác, nó là một tội ác. Nó làm chậm lại cái bước tiến của nền văn minh thế giới. Bởi vì sao? Là bởi vì thế giới này nếu mà mạnh ai nên lấy đó, thích cái gì lấy cái đó, là chúng ta thành ra là cái thế giới của ai, của loài súc vật chứ không phải là cộng đồng văn minh của loài người nha, nhớ cái đó.
Nhớ cái đó, chúng ta y như súc vật, có nghĩa là con lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, thì nó không còn là cái thế giới văn minh của loài người nữa nha. Cho nên cái chuyện mà mình lấy của người khác nó lớn chuyện lắm chứ không phải không. Mình đừng có tưởng là trái cà trái ớt mà đơn giản. Nếu mà trong một cái xã hội mà trái cà trái ớt của thằng Tèo á, không được tôn trọng, thấy không? Trái cà trái ớt giá trị vật chất không bao nhiêu, nhưng mà quý vị thử tưởng tượng mà tôi trồng cái gì á, thì tôi chỉ ăn được những thứ mà tôi là nhanh tay hay hay kịp, chỉ có mấy trái cà đó thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà tôi chỉ có thể ăn được khi nào tôi nhanh tay hái kịp, còn trễ chút xíu là bị người khác nó cướp nhanh tay. Thì các vị thử tưởng tượng là tôi có chịu siêng để tôi trồng hay không. Và khi mà nhà nhà người người mà không có được cái quyền gọi là sở hữu, cái quyền sở hữu không được tôn trọng đó, thì cái đời sống nhân loại nó đi về đâu nha. Cho nên mình thấy ăn cắp trái cà đất nó không không có gì đáng kể, nhưng mà nếu nhà nhà người người đều coi thường cái quyền sở hữu đối với trái cà trái ớt của ai đó thì thế giới đại loạn, xã hội loạn. Rồi qua tới cái thứ ba, tức là cái tội tà dâm. Tà dâm tại sao nó làm cái tội đủ để đi địa ngục, là bởi vì là nó về mặt vật chất thì tài sản nó là cái của người khác, nhưng mà về mặt tình cảm thì là người hôn phối nó cũng là vật sở hữu của ai đó. Về vật chất nó là tài sản, nhưng mà về mặt tình cảm ấy thì là cái vợ hay chồng của ai đó, nó là cái của riêng của người ta. Ở đây có hai vấn đề được đặt ra. Một, tà dâm có nghĩa là mình đang là lặng lẽ gieo rắc cái sự tan vỡ trong cái gia đình của người ta. Thứ hai là mình thiếu đi cái khả năng gọi là tự chủ kiểm soát trong cái đời sống tình cảm tình dục. Biết trong rồi mới nghe kịp không? Tại sao tà dâm nó có tội nặng? Là bởi vì nó có hai lý do. Một là gieo rắc cái sự tan vỡ trong gia đình người khác. Hai là chúng ta đang là mất kiểm soát, thiếu tự chủ trong cái đời sống tình cảm tình dục. Cái đó mà ghi không kịp thì các vị đi chết đi nha. Tà dâm là cái dấu chỉ cho thấy mình thiếu sự kiểm soát trong đời sống tình cảm tình dục nha. Thì hai cái này cộng lại, các vị thấy chỉ riêng cái số 2 thôi đó là cho thấy mình với con thú không có khác nhau. Chỉ riêng cái số 2 này nè, sống mà thiếu sự kiểm soát trong đời sống tình cảm tình dục, có nghĩa là mình bắt đầu là mình từ như người ta định nghĩa cái chữ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đó, là xếp hàng cả ngày, gọi là xếp hàng con người mà xuống hàng con chó đó. Thì coi như là cái người mà coi như là tà dâm là cái người coi như là sống, nếu mà nói tắt đó là xã hội chủ nghĩa đó, có nghĩa là xếp hàng con người mà xuống hàng con chó. Các vị có hiểu được bốn chữ này không ta? Xã hội chủ nghĩa tức là xếp hàng con người rồi xuống hàng con chó. Rồi thì là đây là lý do vì đâu mà tà dâm nó đã bị xem là cái điều kiện dẫn đến địa ngục. Là mình đã nói rõ hai lý do: một là đang lặng mình đang gieo rắc cái mầm tan vỡ trong gia đình của người ta; hai là mình đang thiếu tự chủ, thiếu kiểm soát trong đời sống tình cảm tình dục. Rồi bây giờ qua cái số 3, đó là nói láo. Nếu mà chỉ đơn giản nói dối hay là nói láo, chỉ đơn giản là nói sai sự thật thì nghe nó nhẹ lắm, nhưng mà không. Các vị biết thế giới hôm nay vì đâu mà người ta không có tin nhau không? Các vị nghĩ cái chỗ này đi, các vị nghĩ lại đi, nó lớn chuyện lắm. Nếu mà mình chỉ nghĩ rằng nói dối nghĩa là nói xạo, nó không đúng sự thật, thì cái đó là sao đi địa ngục. Nhưng mà nếu mình nghĩ cái này nè, mình mới thấy tại sao nó đáng. Lý các vị ghi giùm tôi, lý do vì đâu mà nói dối bị xem là cái con đường dẫn đến địa ngục, là bởi vì thứ nhất, có nhiều cái lý do để mình nói dối, có nhiều mục chúng ta nói dối, có nhiều lý do, có nhiều mục đích, và cái tác hại của nói dối nó cũng có nhiều. Có trường hợp nói dối để mà chơi, có trường hợp nói dối để mà giải quyết một vấn đề, nhưng mà đa phần nói dối là để hại người, nói dối để mà thu lợi cho bản thân nha. Thì trong tất cả các cái kiểu nói dối để giải quyết công việc, nói dối cho vui, đó là nói dối để giải trí, nói dối mang tính kỹ thuật tức là để giải quyết công việc, và cái thứ ba là nói dối để mà thu lợi bản thân, thứ tư là nói dối để hại người đó, để tự đó, có bị ghi đủ bốn cái không ta? Một là nói dối
như là cái trò giải trí. Thứ hai là nói dối mang tính kỹ thuật, có nghĩa là để giải quyết công việc. Thấy hai đứa nhỏ nó gây nhau quá, thôi mình nói đại câu rồi cho nó xong, rồi đừng gây nữa. Thứ ba là nói dối để thu lợi bản thân, và thứ tư là nói dối để hại người. Thì tổng cộng nó có ba cái, cũng có bốn cái cách, bốn cái lý do nói dối, chứ không có cái thứ năm, nhớ nha, không có cái thứ năm. Một là nói đi giải trí, hai là nói nó mang tính kỹ thuật là giải quyết công việc, thứ ba là nói dối để thu lợi bản thân, thứ tư là nói dối để hại người. Chứ không phải nói dối nào cũng đi địa ngục, cũng phải, nhưng mà tự các vị nghĩ cái bốn cái này cái nào đáng để đi địa ngục, vì nghĩ kỹ cái đó, phải nhớ cái đó. Thì là nếu mà một cái câu nói dối, cái tác dụng của nó chỉ dừng lại ở người nói và người nghe đó thì nó êm quá rồi, nhưng mà không, vấn đề nó như thế này: một cái gia đình, một cái tập thể mà ai cũng không tin được, thì các vị nghĩ cái gia đình nó, cái tập thể nó, cái đời sống nó phiền cỡ nào nha, nó phiền cỡ nào. Chỉ riêng cái người mà họ có tật họ thích nổ thôi là mình đã khổ rồi nha. Họ đã mình đã khổ với họ, hỏi là lúc nào họ cũng nói dư đó, là mình đã khổ với họ rồi, mặc dù họ vô hại, mặc dù vô hại nhưng mà họ nổ riết họ, mình không còn tin họ nữa. Bây giờ nói chi là một cái xã hội mà có quá nhiều người nói dối, và với quá nhiều lý do mà tôi đã đưa ra, từ đó nó mới dẫn đến chuyện xã hội không có tin nhau. Cho nên từ cái câu nói dối của mỗi cá nhân dẫn đến cái chuyện là thiên hạ không còn tin nhau nữa. Về mặt này thì chúng ta phải nhìn nhận người Âu Mỹ khá, người Âu Mỹ khá, cái chuyện mà họ nói dối đó nó ít hơn người châu Á rất rất là nhiều. Ngay trong xã hội Việt Nam mình, các vị là tiếp xúc trong chùa ngoài chợ, các vị để ý cái người người Việt Nam mình khuynh hướng nói dối rất là cao, rất là cao. Và từ đó nó dẫn đến chuyện là mình bước ra khỏi nhà là mình không còn tin ai được nữa nha. Nó lớn chuyện, đây chính là lý do vì đâu mà nói dối bị xem là cái con đường dẫn đến địa ngục, là bởi vì thứ nhất là mình nói dối là mình coi thường cái sự thật, coi thường chân lý, và thứ hai là mình nói dối để thu lợi hoặc là nói dối để mà hại người, thì cái tội nó nặng dữ lắm. Và cái cuối cùng thì cái tác dụng của cái nói dối là nó làm cho xã hội không còn tin nhau nữa. Lúc này là mình mới thấy, ồ, thì ra nói dối nó là một cái thứ tội lỗi, nó là một cái căn bụng bệnh mà nó là trầm kha, nó là một cái đại họa cho thế giới, cho nhân loại. Lúc này mình mới thấy, ồ, thì ra nó lớn chuyện như vậy nha. Nó nói dối một cái xã hội, một cái gia đình, một cái đoàn thể, một cái tập thể mà cái lời chân thật nó không được tôn trọng, nó sẽ dẫn đến một cái nguy cơ, một cái bi kịch, đó là thiên hạ không còn tin nhau nữa. Tôi đã nói với các vị nhiều lần, tôi nói tôi là một tu sĩ không vợ con không bạn gái, tuy nhiên nếu mà phải nói là một trong những tiêu chuẩn để tôi chọn bạn hay là chọn người yêu, chọn vợ, thì cái chuyện đầu tiên không phải là nhan sắc, không phải là trí tuệ, không phải là tài sản, không phải là quyền lực, mà chuyện đầu tiên mà tôi yêu một người, tôi chọn người đó làm bạn hay làm bồ làm vợ, chuyện đầu tiên là cái gì ta, là cái người đó phải là người chân thật. Chẳng lỡ mai này mà họ có thương ai thì trước khi mà đầu tôi nó nhú cái sừng đó thì họ cũng về họ nói với tôi trước một tiếng, hoặc là họ cũng lấy tiền bạc trong nhà của tôi để mà họ cho ai đó, họ cũng nói với tôi giùm tiếng. Tôi sợ nhất là cái người tôi không tin được nha. Cho nên năm nay 50 tuổi thì tôi mới thấy tôi đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa nếu ai hỏi tôi thế nào là một ý trung nhân, thế nào là một người trong mộng, thì có lúc thì tôi sẽ nói nhan sắc là điều kiện số 1, có lúc tôi nói học thức là điều kiện số 1, có lúc tôi nghèo quá tôi nói tiền bạc là điều kiện số 1, có lúc tôi cần giải quyết công việc tôi nói cái quyền lực là điều kiện số 1. Nhưng mà ở tuổi 50 này, nếu mà giả định, tôi đã nói giả định nha, giả định nếu mà gọi là cái tiêu chuẩn để chọn bạn, dù là bạn đồng phái hay khác phái, thì tiêu chuẩn đầu tiên không phải là trí tuệ, không phải là trí tuệ, không phải là Phật pháp, không phải là đạo hạnh gì hết, mà chuyện đầu tiên là người đó phải là người chân thật. Bởi vì cái người mà đã nói dối rồi đó thì bà cố tôi không còn tin những cái thứ còn lại nha, nhớ cái này, cái tiêu chuẩn đầu tiên. Còn cái tiêu chuẩn số 2 thì tùy hứng, thì chẳng hạn như bây giờ thì tôi sẽ nói tiêu chuẩn thứ hai là A, B, C, F, X, Y gì đó, nhưng mà có thể ngày mai, ngày mốt tôi thay đổi. Nhưng từ năm tôi 50 tuổi trở đi thì cái yếu tố chân thật là yếu tố hàng đầu. Cái người mà mình không tin được thì bây giờ nó có cái gì đi nữa cũng không xài được, nhớ nha.
Tuy tôi đang giảng pháp nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý cho bà con đông râm đang trên cái quá trường tìm, đang trên cái quá trình mà tìm kiếm bạn đời, bạn đường, chắc có lẽ nên chia sẻ cái quan điểm này của tôi nha. Chẳng hạn như tôi nhớ tôi có nhắc cho một cái cô bé Phật tử cũng hơi thân, đúng là tôi thân với ba má nó hơn, thì tôi nói nhớ nha con, trước khi mà không còn có thể chia tay được nữa đó, nha, con thương ai thì con thương, nhưng mà con hãy nhớ trước khi mà đến cái giai đoạn không thể chia tay thì con phải coi kỹ cái tên này nó có bài bạc hay không, nó có nghiện ngập hay không. Bởi vì cái người mà đã nghiện ngập đã bài bạc thì con chỉ là con số không trong đời của nó. Nó sẵn sàng nó coi con như là bãi nước bọt để nó dẫm lên nó đi, con nhớ nha con. Đó là tôi nhớ tôi từng nói với một cô bé như vậy. Và ở đây trong rung này tôi cũng nhắc chừng bà con, làm gì thì làm, thương ai thì thương, dầu đó là ông sư hay là cư sĩ, chuyện đầu tiên, dầu đó là bạn đời hay bạn đường, chuyện đầu tiên người đó mà mình không tin được thì xong nha. Không tin được là xong. Nó đẹp như tiên, nó giàu như tiên, nó khỏe như voi, nó học thức bằng bằng trời đi nữa đó, thì coi như đối với tôi đó là vất đi, nghe không có chân thật lắm sẽ được. Rồi sau khi tôi dành rất nhiều thời giờ để tôi nói về cái chân thật thì bà con mới thấy nó láo, nó lỡn chuyện, quả nó quả lỡn chuyện nha. Rồi tới cái cuối cùng đó là tại sao mà nghiện ngập trong các cái thứ gây say mà lại là con đường dẫn đến địa ngục, là bởi vì đời sống vốn dĩ là đầy dẫy những bất trắc, bất trắc toàn tập ở trên trên đầu ta, chung quanh ta, dưới chân ta, quanh ta, nói chung trên dưới tả hữu chung quanh chúng ta luôn luôn có những thứ bất trắc sẵn sàng đổ ập xuống đầu chúng ta nha. Mà trong cái sự bình tĩnh nhất của thần trí mà ta còn lắm khi không đủ sức gọi là phản vệ, ứng và tự vệ, thì nói chi là chúng ta đang trong một cơn say. Nói chi là chúng ta đang trong một cơn say, cái khả năng phản vệ chúng ta coi như là mất sạch. Đó là lý do thứ nhất, say sưa nghiện ngập là đánh mất khả năng phản vệ. Thứ hai, chúng ta khác con thú ở chỗ chúng ta biết suy tư. Mà bây giờ khi mà mắc vào một cái chứng gây mắc, mà gọi là mắc nghiện vào một cái thứ gây sai, thì chúng ta đã đánh mất cái khả năng suy tư nha. Thứ nhất là đánh mất khả năng phản vệ, thứ hai là đánh mất khả năng suy tư, chúng ta không còn cái khả năng phân biệt thiện ác, phải quấy nên hay không nên nữa nha. Cái thứ ba, được gọi là người lành hay người ác á, là phải nhắm vào cái hành động của người đó, người đó nói cái gì, làm gì, nghĩ gì. Mà bây giờ cái anh mà anh sai ra bản thân anh đều không có tự lo được thì làm sao mà anh lo cho người khác. Cái giá trị của một con người không phải là những thứ anh ta nhận được mà là những thứ anh ta trao ra. Mà khi anh ta tỉnh kìa là anh ta, mỗi người nó đã thiếu cái khả năng trao rồi, chúng ta chỉ có khả năng nhận thôi. Mà trong khi chúng ta say xỉn, chúng ta nghiện ngập trong những thứ gây say, gây kích thích, thì coi như là cái khả năng mà trao ra nó càng ít đi, thậm chí kết thúc không còn nữa. Như vậy thì chúng ta mất đi khả năng phản vệ, mất đi khả năng suy tư, mất đi khả năng trao ra, mất đi cái khả năng truyền thông với người khác. Thì hỏi mấy cái này cộng lại có đủ biến mình có thành con thú hay chưa? Nếu mà các vị thấy chưa đủ á thì nhậu tiếp nha. Các vị có hiểu không ta? Có nghĩa là mất đi cái khả năng phản vệ là thấy nguy rồi. Thứ hai là mất đi khả năng suy tư phân biệt thiện ác. Thứ ba là mất đi cái khả năng gọi là trao đổi truyền thông với người chúng. Thứ tư và thứ ba là mất đi khả năng trao ra. Mình sống không có hy hiến, sống không có đóng góp thì sống làm cái gì? Chặt đất nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có những người trong cuộc đời này, cái sự cái đời sống của họ nó chỉ là sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp. Và cái chết của họ từ đó nó là cái sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Có những người sống á, chỉ là sự góp mặt chứ không phải là đóng góp. Và cái chết của họ chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho cuộc đời. Và nói ra nó hơi tàn nhẫn nhưng mà nó lại đúng sự thật. Có những người mà cái chết của họ nó là một sự đóng góp nữa, cái gì biết không? Nói phũ phàng, biết trong rung có hiểu này không? Có những người đó mà cái chết của họ là một sự đóng góp. Mà nếu mà các vị sống sao đó mà các vị nhận được cái câu nhận xét như vậy thì các vị tệ quá. Tức là có nhiều người họ đóng góp bằng cách họ sống, nhưng có nhiều người họ đóng góp bằng cách là họ phải mất đi.
cái sự biến mất của họ là một sự đóng góp. Và trong nhà mình cũng vậy, có nhiều món đồ nó mất đi là lại là một cái điều hay, có nhiều cái thứ nó mất đi lại là một cái sự là không hay cho căn nhà. Nhưng mà nó có rất là nhiều thứ nó phải mất đi, chẳng hạn như mấy hôm nay tôi về Thụy Sĩ, bây giờ tôi trở về Đức chiều nay, nguyên một cái đống rác nó bốc mùi, bây giờ không đem ra là tối nay miễn ngủ luôn nha. Thì cái thùng rác ấy nó chính là cái thứ mà nó biến mất, càng sớm thì cái căn nhà của tôi nó càng được hay nha. Và cũng có những người trong cuộc đời này không có khả năng hy hiển, không có khả năng truyền thông, không có khả năng suy tư, không có khả năng phản vệ, họ vừa có lỗi với bản thân mà vừa có lỗi với đời nữa. Cho nên đây là lý do vì đâu vi phạm năm giới là con đường dẫn đến địa ngục. Chúc các vị một ngày vui. Idam me yatinam putu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam pasuvākkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.